Sáng nay ngày 18 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã tiến hành thảo luận tại hội trường về luật công đoàn sửa đổi. Phát biểu tại hội trường, các đại biểu đánh giá, luật công đoàn ra đời cách đây 10 năm. Trải qua quá trình thực hiện, đã phát huy hiệu quả và vai trò của tổ chức công đoàn các cấp. Xong, đứng trước những yêu cầu mới, để phù hợp với thực tiễn, thông lệ và cam kết quốc tế Việc sửa đổi luật công đoàn là hết sức cần thiết. Các đại biểu đều đồng tình đánh giá cao nội dung của dự án luật đã được soạn thảo, đồng thời góp ý thêm nhiều nội dung về quyền lợi gia nhập công đoàn. Các đại biểu đồng ý với phương án 1 cho phép người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thời hạn 12 tháng được gia nhập tổ chức công đoàn. Bởi vì đây là quy định mang tính nhân văn, tạo sự bình đẳng giữa lao động Việt Nam và lao động nước ngoài tại Việt Nam nó có tác động tâm lý tích cực trong việc thu hút lao động nước ngoài chất lượng cao đến làm việc tại Việt Nam, tăng uy tín của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người, đảm bảo sự công bằng giữa các lao động trong nước và ngoài nước. Hơn nữa, việc cho phép người lao động nước ngoài gia nhập công đoàn còn có ý nghĩa là Việt Nam đã tạo điều kiện gia tăng sự đảm bảo quyền lợi cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam. Các đại biểu cũng đồng tình với quy định về công khai tài chính công đoàn và quy định tỷ lệ phân bổ phí tài chính công đoàn Xong, nên xây dựng phương án linh hoạt trong tỷ lệ phân bổ phí công đoàn. Đồng thời, các đại biểu cũng nhất trí kinh phí công đoàn đóng 2% do chủ sử dụng lao động đóng và có chế tài để tránh tình trạng nợ phí công đoàn. Tuy nhiên, tôi cũng kiến nghị là cần cân nhắc đến vai trò vị thế của công đoàn Việt Nam như là quy định tại điều 1 để có sự phân bổ bổ tỷ lệ hợp lý để phát huy tối đa lợi thế của tổ chức trong thực hiện gần các nhiệm vụ chính trị xã hội, đồng thời thì việc quản lý sử dụng tài chính công đoàn cũng cần được công khai minh bạch từ cấp cơ sở để kết hợp với số hóa trên các phương tiện thông tin truyền thông để người lao động được biết và đồng thuận, tránh không để phát sinh tiêu cực về quản lý tài chính công đoàn. Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cũng đánh giá cao về quy định thời gian hoạt động của cán bộ công đoàn không chuyên trách tại điều 27 của dự thảo luật À, việc sửa đổi quy định này thì cần phải đảm bảo phù hợp với lại tính chất chức năng nhiệm vụ đặc thù của công đoàn Việt Nam theo quy định tại điều 10 của hiến pháp 2013 à, hiện nay thì công đoàn Việt Nam đang thực hiện hai chức năng đó là tổ chức chính trị xã hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và thứ hai là tổ chức đại diện người lao động thì với hai cái chức năng đó ngoài nhiệm vụ cốt lõi là đại diện bảo vệ người lao động như tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp thì công đoàn sẽ thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của tổ chức chính trị xã hội mà tổ chức người lao động tại doanh nghiệp không có như là tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, tham gia kiểm tra thanh tra giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước. Luật cho phép phản biện xã hội công đoàn. Đây là nội dung mới, song chưa quy định cụ thể nội dung. Vì vậy, cần điều chỉnh bổ sung để phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và đoàn viên trong phản biện xã hội. Về công tác giám sát hoạt động công đoàn, có các quy định, song phải bổ sung thêm đối tượng giám sát công đoàn là các cơ quan tổ chức doanh nghiệp, làm rõ quyền trách nhiệm của cơ quan tổ chức doanh nghiệp được tổ chức công đoàn giám sát sau phần phát biểu thảo luận của các đại biểu sáng nay chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu